Một lý do mà khi các bạn bị client hành lên hành xuống, hành liên tục, đó chính là các bạn không thỏa thuận ngay từ đầu. Hey yo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Quân Design. Video này mình sẽ chỉ ra các bạn nguyên nhân mà các bạn bị client hành lên hành xuống khi mà mình làm nghề thiết kế này. Nào, chúng ta bắt đầu nhé. Rồi thì khi mà các bạn nhận một cái job thiết kế, người ta sẽ yêu cầu cho các bạn là làm cho họ một cái job thiết kế thì yêu cầu đơn giản. Họ bảo là đơn giản. Với lại mình thấy nó cũng đơn, nhiều khi mình cũng thấy nó đơn giản thật. Nhưng mà mình thấy là ôi, cái này thì nếu mà làm thì chắc cỡ tầm là 1-2 tiếng là xong rồi. Mình thấy đơn giản, cũng không có gì mà khó khăn phức tạp. Cho nên mình cứ thế mình nhận mà mình làm thôi. Nhưng cho đến một điều, khách hàng bảo là em ơi, cái này có vẻ không ổn, mình sửa lại giúp chị được không? Ví dụ như thế. Thì ok, thì một lần thì mình cũng sửa lại. Đó là thì mình làm chưa tốt thì mình sửa lại. Nhưng đến lần thứ hai thì khách là chị vẫn thấy chưa ưng, em làm lại giúp chị được không? Thế là mình thôi, chỉ lần này nữa thôi, lần này nữa thôi là xong rồi. Thế là mình cũng ngồi, mình cũng làm lại. Và đến lần thứ ba, rồi thứ tư, rồi thứ năm thì khách vẫn bảo là em chỉnh cái này cho chị, em thêm cái này cho chị và em sửa cái này cho chị với. Thì bắt đầu là mình bắt đầu thấy là ủa, sao một cái job mà kêu là đơn giản mà sao bắt sửa đi sửa lại hoài vậy. Mình cảm thấy có vẻ chán nản và mệt mỏi. Thì cái nguyên nhân là do đâu? Thì nguyên nhân á, theo mình thấy cái cốt lõi của vấn đề là các bạn không có thỏa thuận ngay từ đầu. Ví dụ như khi mà các bạn nhận một cái job thiết kế, đúng không, các bạn báo giá xong thì các bạn nói với khách là chị ơi, thiết kế này như vậy, giá nó như vậy, thì nếu mà khách có yêu cầu là có được sửa hay không thì mình sẽ chốt thỏa thuận là sửa bao nhiêu lần. Ví dụ như trong thỏa thuận mình một cái job đó, mình ví dụ nha, cái job đó 50 ngàn đi, này giá mình ví dụ thôi chứ không phải giá thị trường nha. Thì một cái job 50 ngàn đó thì sẽ nhiều phân khúc, thì job 50 ngàn, job 100 ngàn, thì 50 ngàn thì mình sẽ cho vẫn là điều chỉnh sẽ sửa 3 lần chẳng hạn. Còn nếu job 100 ngàn thì mình sẽ sửa tầm 5 lần, ví dụ như vậy. Thì mình sẽ phải có cái thỏa thuận rõ ràng ngay từ đầu. Thì ngay từ đầu thì nếu vậy thì khi mà khách mà đồng ý rồi ấy, thì sẽ không có cái gì có thể bàn cãi nữa. Thì tất nhiên là nếu mà mình phát hiện trong quá trình thiết kế mình tự mình làm sai ấy, thì khách thấy sai cái kêu sửa lại, cái đó là mình không tránh được, cái đó là lỗi của mình, nó mình phải nhận thôi. Còn cái thỏa thuận, ví dụ như khách yêu cầu là cái nội dung ngay từ ban đầu á, thì khách gửi cho mình mà mình làm theo nội dung ban đầu nhưng mà khách không đồng ý, khách lại sửa lại một cái nội dung khác, thì như đó là mình sẽ phải làm việc lại với khách. Thì nếu mà khách kêu sửa, ví dụ như 50 ngàn sửa 3 lần mà sửa xong 3 lần rồi, mà nếu mà khách mà đòi sửa nữa thì các bạn sẽ phải tính thêm cái chuyện là thêm phụ phí vào. Thì cái đó, cái gì cũng phải trình tự rõ ràng, nhưng phải rõ ràng trong cái phân khúc làm việc như vậy thì mình sẽ không bị khách hàng hành lên hành xuống. Thì nếu mà các bạn không thỏa thuận rõ ràng thì khách, tại vì không có thỏa thuận mà mình chỉ nói miệng thôi, thì sẽ bị nên là khách sẽ bắt sửa đi sửa lại hoài cho đến khi người ta ưng thì thôi. Còn mình nè, thì giống như một cái job thiết kế thì số tiền công của mình vẫn như vậy, mà trong khi thời gian mình mất rất là nhiều. Thì đó là một trong những cái vấn đề mà nhiều người cũng đã thắc mắc với mình. Thì bây giờ thì mình cũng xin giải đáp trong cái clip này. Thì hy vọng đây là một cái tip nhỏ, một cái chia sẻ nhỏ sẽ hữu ích với các bạn. Thì nếu các bạn thấy hay thì các bạn có thể nhấn like, subscribe và ủng hộ kênh của mình, để mình có thể tiếp tục ra những cái video chia sẻ kiến thức và thủ thuật về thiết kế đến cho các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành.